Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan, dù chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm biến chủng XBB.1.5 có khả năng lây nhiễm cao, vốn đang lây lan nhanh tại nước Mỹ. Tuy nhiên, hôm 6 tháng 1 vừa qua, Cục Khoa học Y tế thuộc Bộ Y tế của Thái Lan cho biết đã có ca COVID-19 đầu tiên được xác nhận nhiễm biến thể XAI.2. Song những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân này không bị lây nhiễm. XAI.2 là sự kết hợp giữa biến thể AI.45 Delta và biến thể BA.4 BI trên 5 Omicron. Cho đến nay đã có 344 trường hợp nhiễm biến thể XAI.2 được báo cáo trên toàn thế giới. Theo Cục trưởng Cục khoa học Y tế Tiến sĩ Supakit Srikilak, biến thể Omicron lây nhiễm chủ đạo ở Thái Lan là BN.1.3, có khả năng lây truyền và xâm lấn miễn dịch tương tự như XBB.1.5. Tiến sĩ Su Pakit cũng trấn an những lo ngại về làn sóng khách du lịch Trung Quốc sắp đến khi cho biết 97% số ca nhiễm mắc mới COVID-19 ở Trung Quốc thuộc các biến thể BA.5.2 và BF.7 Omicron cũ hơn, không lây lan nhanh hơn các biến thể SARS-CoV-2 được tìm thấy ở Thái Lan. Trong khi đó, nhà vi rút học hàng đầu của Thái Lan là Yong Puvorawan đánh giá các chủng mới từ du khách đến từ các nước phương Tây có thể gây ra mối đe dọa sức khỏe cao hơn những biến chủng cũ.